Bạn có biết đây là quốc kỳ của nước nào không? Đó là Phần Lan nhé bạn ơi. Phần Lan có gì chơi? Thủ đô Helsinki được mệnh danh là đứa con gái của Baltic. Cố đô Turku, một thành phố cổ kính lãng mạn. Wow. Và bạn phải ghé thăm thành phố Lapland, quê hương của ông già Noel và bà chúa tuyết nữa nhé. Phần Lan có đặc sản gì? Bánh mì đen là một phần của bản sắc văn hóa Phần Lan. Poronkaristai, thịt tuần lộc tương tự như thịt nai nhưng có độ dai và ngọt hơn. Wow. Xúc xích đen Mastamakara là món ăn truyền thống nổi tiếng tại Phần Lan, được làm từ thịt lợn, huyết lợn, lúa mạch đen và bột nữa nhé. Phần Lan có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy khám phá những điều thú vị về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này nhé. Wow. Điều một, mỗi mùa hè Phần Lan là nơi tổ chức các cuộc thi thể thao kỳ lạ và độc đáo như cuộc thi ném ủng cao su, ngồi vào tổ kiến, đeo còng tay, ném điện thoại và giải vô địch diệt muỗi. Wow. Điều hai, mũ và kiếm rất thiêng liêng với các tiến sĩ Phần Lan. Món quà này tượng trưng cho quyền tự do nghiên cứu và đấu tranh hướng tới những điều tốt đẹp, công bằng và chân chính. Điều ba, trường học không đánh giá bằng điểm số. Đố bạn đây là nhân vật nào?